Rồi hello bạn, chào mừng bạn đã đến với YouTube channel Thanh Như Con. Thì hôm nay mình từ Hà Nội đến Hưng Yên, thành phố Hưng Yên tầm 2 tiếng để mình quay video này. Gặp một bạn trong nhóm tăng chiều cao, để chỉ các bạn cái bài tập trong giáo án Econ 13 ha. Thì em có thể giới thiệu một chút bản thân là em tên gì, sinh năm bao nhiêu và em lên được MIP bao nhiêu rồi? Chào các bạn, ở kênh anh Thanh Nguyên, em tên là Đạt, em sinh năm 2005, em đến từ Hưng Yên. Cao từ m67 là m3 bao nhiêu? Hiện tại là m76 rồi nha. Vâng, là m67 đến m76 ạ. 9 xăng đúng không? Vâng ạ. Rồi hôm nay tụi mình sẽ chỉ cho bạn một ngày trong giáo án Econ 13 ha. Thì giáo án Econ 13 là mình sẽ cho các bạn tập trực tiếp với những bạn trong nhóm tăng chiều cao một cách trực tiếp nhất. Tức là video này các bạn chỉ cần tập theo khoảng 2 lần video, mỗi lần mà tập theo thôi. Thì mình sẽ cho các bạn, mình sẽ đăng thẳng lên luôn. Mình không sửa, không ghép nhạc hay là không cắt ghép gì hết, đang thẳng lên luôn để cho các bạn có một trải nghiệm thực tế nhất nha. Với những người trong nhóm tăng chiều cao. Rồi mở video này lên và tập theo 2 lần ha. Rồi đưa cho anh cái đồng hồ nè. Rồi anh bấm luôn, tắt. Rồi đầu tiên là bài lưng ha. 1 2 3 Rồi dừng, nghỉ 30 giây. Tiếp theo là bài Bobby. Nhưng mà Bobby nâng cao, mình sẽ sử dụng bài nhảy cao ha. Bài nhảy cao một Bobby. Rồi chuẩn bị nè. Để anh đếm nha. 1 2 3 vô. Rồi dừng, nghỉ 30 giây. Tiếp theo là 10 nhảy dây và 3 giây cuối ha. Rồi chuẩn bị nè. 1 2 3 vô.
Cố lên. Tiếp em tiếp chưa. Rồi dừng nghỉ 30 giây. Tiếp theo là Jimmy Chat đắm lên phía trước nha. Rồi, chuẩn bị nè. 1, 2, 3, vô. Rồi xong nghỉ 30 giây. Còn chạy nâng cái đuôi nữa nha. Rồi chuẩn bị nè. 1, 2, 3, vô. Cố lên. 30 giây nữa. Cố lên. Nâng đuôi cao lên em. Cố lên. 20 giây nữa. Rồi xong dừng. Rồi mệt luôn nhé. Mệt chưa? Rồi cảm ơn các bạn đã xem video. Thấy hay thì bấm like và share ủng hộ cho tụi mình nhé. Tạm biệt bạn. Rồi ổn mất em.